Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đứa Con Rừng Xanh. Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người những ngày cuối tuần vui vẻ. Không biết là có anh em nào còn nhớ giọng nói của chàng trai xứ Nghệ này nữa không nhỉ? Không sao đâu, cứ mỗi độ cuối tuần thì chúng ta lại gặp lại nhau thôi nè. Hôm nay thấy anh em ủng hộ Quang Thân nhiều quá thì Quang Thân tranh thủ một hồi buổi trưa và chia sẻ cho anh em kinh nghiệm về cách chiết cành cây tạo giống. Thì những anh em đã học qua kỹ thuật nông nghiệp thì điều này thì anh em đã biết rồi. Còn những anh em chưa biết thì nhiều lúc ở trong vườn mình có những giống cây rất chi là ngon, ngọt và thơm ấy, rồi năng suất. Mà anh em không biết cách để nhân giống thì mua cây ở ngoài chợ nhiều khi là nó không đạt được những yêu cầu, không được chất lượng như cây ở trong vườn. Đưa về trồng thì sau quả không dùng được. Thì hôm nay Tân sẽ chia sẻ cho anh em để anh em biết cách nhân giống cây ở vườn mình. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Trước hết thì anh em chọn cho mình cành mà không có sâu bệnh, cành cây khỏe. Đây, Tân chọn cành này cho anh em xem, làm mẫu cho anh em xem. Thì anh em lưu ý là chúng ta nên cắt bầu vào những tuần vào tháng 7, cuối tháng 7 âm. Đây, con Tân chọn cành này để cắt mẫu cho anh em xem. Đầu tiên thì chúng ta đi một vòng như thế này. Khoảng cách cái này khoảng 4 phân. Anh em lóc vỏ ra. Đây, anh em cào ra như thế này và để lúc nào khô thì chúng ta bắt đầu mới bọc. Thì chỉ cần để một ngày sau đó thì nó sẽ khô thôi. Và đây là cành đã khô mà Tân đã chọn hôm qua. Cành rất khỏe. Đấy, hôm nay nó đã khô thế này rồi. Thì chúng ta dùng một cái miếng bạc như thế này, nó cắt từ bao bì phế liệu. Các bạn cắt cho mình khoảng 30 vuông. Các cành đều 30 vuông, 30cm đấy. Các bạn nhóm lại rồi buộc vào ở phần này. Các bạn lưu ý là khi ta buộc cái phần phần cuối vào đây, cái phần rìa vào đây để khi ta cắt ngoài này cho dễ mà cái bầu nó gọn.
Khi bột xong chúng ta có một cái bạc như thế này. Đấy. Về phần làm đất để làm bầu thì anh em lưu ý tên đèo này. Đó là cứ hai đất thì anh em bỏ cho một phân hoai là phân đã ủ hoai rồi. Và cứ bốn đất phân thì bỏ cho một rác, cái rơm rác thế này. Rơm rác ở trên thành phố thì kiếm có ra, nhưng mà nông thôn ta thì đầy. Đấy, hoàn toàn đều. Các bạn lưu ý là phân, nếu phân chuồng như phân bò thì các bạn phải ủ hoai, bởi vì nếu mà còn chưa hoai thì sẽ có những cái hạt cỏ, những hạt cỏ lẫn lộn vào đó, và khi chúng ta làm bầu lên thì nó sẽ mọc ở trên bầu và hút hết dinh dưỡng của bầu, làm cho bầu yếu đi. Rồi các bạn pha cho mình một ít nước để cho có sự kết dính. Ở đây Tân làm mẫu cho nên Tân chỉ pha từ đỏ đất và đủ với một cái bầu thôi. Còn anh em làm nhiều thì cứ trộn thêm tùy vào số lượng của bầu để trộn đất. Phần đất đã xong. Khi làm xong đất thì anh em gọi vào. Một cái bầu thế này thì nằm cứ khoảng 8 lượng đất, 8 đến 9 lượng đất đi đó. Đó, tất cả tật rác, phân thì khoảng 8 lượng đó. Về cái phần hở thì anh em cho lên trên thế này. Thì khi nước mưa, khi chúng ta không tưới được bầu thì có nước mưa nhỏ vào đây. Chúng ta bột bầu lại. Bây giờ bầu thì anh em bột thêm cho một giấy nữa để giữ kéo bầu xoay đi xoay lại sẽ làm đứt rời của bầu. Đấy, vậy là đã xong một cái bầu, và theo ước tính thì cái bầu này khoảng 3 tháng nữa thì sẽ ra rễ. Chào tất cả anh em, theo như hẹn thì chiều hôm nay một buổi chiều mát mẻ chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Thì Tân sẽ cho các bạn xem cái bầu mà Tân cắt cách đây được 3 tháng xem rễ nó thế nào rồi nào. Đây là rễ của nó, đây các bạn này, rễ ra nhiều rồi này. Đấy. Thì với mức cây thế này, mức bầu thế này thì chúng ta đã cắt đi trồng được rồi. Đấy, vậy là chúng ta đã có một cái bầu như ý muốn. Đây anh em, thì bây giờ rễ nó đã ra thế này rồi, ra tua thế này rồi.
Thì anh em lưu ý là lúc nào mà cái rễ nó có màu xanh thế này thì anh em trồng sẽ sống 100% luôn. Như các bạn đã thấy thì Quang Tân đã đem cây về trồng ở đây. Và chúng ta chỉ việc chăm sóc và chờ cây cho quả ngọt nữa thôi. Nếu anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng làm. Và đừng quên đăng ký kênh Đứa Con Rừng Xanh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Ok.